nền vậy giáp ranh giữa Bình Định và Gia Lai. Chúng tôi đang đi từ hướng An Khê về Bình Định. Ông gạo cái cô ghép nhạc gì luôn, gạo ghép luôn cho đi, ghép nhạc gì luôn, ghép cho bài gì được đó. Đây là cái kênh cua canh cho đó các bạn. Cái cua này ngày xưa là một cái nỗi ám ảnh của các tài xế. Dạ, dạ, anh tài xế đỡ cái đá cũng làm sâu. Bây giờ thì nhà nước người ta họ đã cai tiết cái cua này, cho nên rất là thuận lợi cho các cái tài xế. Núi non trùng điệp, công nhận chúng ta thấy là khi đi xuống thì bác tài cho chị rất là nhẹ mà khuya, phải không các bạn? Cuộc sống cũng vậy, khi chúng ta tha lông thì nó sẽ nhanh tụt xuống dốc và nó khuya, cho nên khi chúng ta lên dốc thì mới là khó, chúng ta trưởng thành mới là khó. Còn chúng ta mà buông lơi cơ thể của mình thì nó dễ lắm. Chúng ta đã lên dốc rồi, chúng ta tha xuống thì chỉ có việc là lái cho nó khỏi thanh bình là chúng ta đã đạt được mục tiêu rồi. Trong cuộc sống mình, nếu chúng ta gặp khó khăn nhưng mà chúng ta vươn lên, tức là chúng ta đang trưởng thành. Khi chúng ta đi mà chúng ta cảm thấy mỏi mệt, tức là chúng ta đang lớn lên. Mà khi chúng ta đi mà cảm thấy nó nhẹ nhàng thì tức là cuộc sống đã nhẹ nhàng rồi. Chúng ta cũng chẳng có cái gì phải cố gắng cả. Quay cái cảnh non xanh lúc biết. Và tôi đang quay cái đường đi xuống không dốc, nhưng mà tôi nghe các đạo hữu trong cái chùa Mỹ Hóa nói chuyện rôm rã quá, cho nên tôi phải quay lại trong cái xe. Đây là tôi đang quay vào cảnh đạo hữu, mà đạo hữu là nói chuyện ăn phở là cái đấy không bị sai lầm nữa nha. Đây là ảnh của các sư và các nhà từ thiện, các nhà hảo tâm cùng đoàn. Núi rừng thật là hùng vĩ, đất trời thì bao la, lòng người chúng ta cũng học theo thiên nhiên bao la với đất rừng, đất trời. Chúng ta chỉ thấy cuộc sống của mình nó có nhiều ý nghĩa hơn. Cuộc sống là những hành trình, cuộc sống là sự trưởng thành sau những vấp va, sau những vấp ngã. Cuộc sống là sự trải nghiệm, chúng ta hãy tập cách cho đi, tập cách buông bỏ, bằng cách chúng ta sẽ san sẻ những tình yêu thương, san sẻ những cái chúng ta có được đối với những phận đời cũng kém may mắn hơn. Tập cách cho đi về thời gian, cho đi về công sức, cho đi về tình yêu, lòng ơn, cho đi về tiền bạc, cho đi về mối quan hệ, thì chúng ta sẽ được nhận lại nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh mình BNI, nhớ bấm like và chia sẻ bạn nhé. Tôi biết ơn bạn. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Anh nhà mới nhớ ra không ạ?